nay có thứ sáu lắm, hôm nay thứ sáu lắm, hôm nay là thứ bảy nha mọi người. Chúc mọi người một đêm thứ bảy được vui tươi và hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật của đứa em mình nha mọi người. Đây, đây là đứa em mình. Hôm nay là đứa em mình nó tổ chức sinh nhật. Nó có nhờ mình quay một video để làm kỷ niệm cho mọi người. Và hôm nay mình anh em mình trong quán đã chuẩn bị một số đồ ăn để chuẩn bị sinh nhật cho bé nha mọi người. Đấy, hôm nay là mình giới thiệu cho mọi người. Và đây là có tôm càng xanh hấp bia nha mọi người. Và hai gà này là để mình nướng. Đấy. Và có có sipo. Và có ít cá lẩu nấu măng nha mọi người. Cá lăng chị An, cá lăng sọc của chị An. Và đây là một ít mực để mình xào cho tế. Đó là cái buổi tiệc hôm nay. Mọi người xem kênh của mình thì nhớ chúc mừng cho bé một đêm sinh nhật vui vẻ nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký và hôm nay năm nay bao nhiêu? 26 tuổi. Năm nay em gái mình là 26 tuổi nha mọi người. Đó, anh em nào chưa bằng gái rồi đặt mình giới thiệu cho. Bây giờ mình sẽ bắt đầu công đoạn chế biến món ăn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm lẩu xơ măng trước cho mọi người. Mình sẽ nấu nước măng trước, tí rồi cá mình sẽ xếp lên dĩa, mình sẽ cho ra cho mọi người. Đó, cá này mình hồi xếp lên dĩa, bây giờ mình sẽ nêm đồ màu vào đây. Đó, để tí mình nấu. Chắc hôm nay mình nấu 4 nồi nha mọi người. Rất là đông luôn, tí nữa mọi người nhớ xem video tiếp tục của mình nha. Để tí nữa xem diễn biến sinh nhật của em mình như thế nào nha mọi người. Đó, mọi người nhớ ủng hộ chúc mừng sinh nhật cho đứa em gái của mình nha. Cái đòn nêm nếm của mình đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình có sắc chuẩn bị một ít hành tiếp nữa rồi. Bây giờ mình sẽ thử hành lên. Chuông nha mọi người. Và trong khi chờ đợi cái nước măng nó sôi thì mọi người bây giờ mình cũng đem cái mực xào sắc tế nha mọi người. Đó, mình đã chuẩn bị mực đây rồi. À, ít ra nguyên liệu để xào với mực nha mọi người. Đó, giờ mình sẽ đem vào. Rồi, anh em mình ăn cay nên mình cho ít ớt nhưng mọi người lấy một món xào món này chứ không ăn cay thì không có làm gì. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu đảo cái
mình làm bánh chín rồi cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ ra nguyên liệu vào cho mọi người. Đây là cái món mực xào trước tết của mình đã hoàn thành cho mọi người. Bây giờ mình sẽ để đây tí nữa mình sẽ múc ra cho mọi người. Đó, bây giờ trong lúc mình xào trong cái nồi trước tết thì nước đang đang cũng sôi luôn. Bây giờ mình sẽ vớt ít bọt ra. Công đoạn nấu nướng mình đã xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chia tôm với cá ra dĩa để tí nữa hấp cho mọi người. Chia đều nha, tôi chỉ cũng mạch ra. Rồi. Anh mua lò ra, mua chỉ nữa. Chị điều không liên ghê vậy? Bây giờ mình tôm mình cũng chia xong rồi mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ để vào đây. Mình sẽ diệt cá rồi. Cái mặt không tổ ra được nữa, cái cả. Cái này có lông tươi nha mọi người, nên mình không sợ ăn đâu. Nhìn thấy không? Hai bờ cá này. Không ăn được. Mà không tuổi lâu quá. Mình sẽ cho thêm ít rau vào. Chào tất cả mọi người nha. Mình là U Hoàng phải không? Cá với tôm mình cũng xong rồi, nhờ bây giờ mình sẽ cắt ra ra bây giờ. Quay subscribe.